thiện Cổng lão phu tử nói rất hay Nhân chi sơ tánh bổn thiện Tánh tương cận Tập tương diễn Nhà Phật gọi là Chân như bổn tánh Thuần thiện vô ác Là bổn tánh của chúng ta Chân tâm của chúng ta Thuần thiện vô ác Ác từ đâu mà có ác đều là xem thấy bất thiện của người khác. Đem bất thiện của người khác thấy đều hội tập lại, đừng vào trong tâm của chính mình. Tâm của chính mình liền biến thành bất thiện. Do vậy mà ra. Tại vì sao bạn không lật ngược lại? Chuyên môn hội tập cái thiện của người khác, bất thiện của người khác, ta quyết định không nên. Tâm của ta chẳng phải liền biến thành thuần thiện rồi sao? Cho nên phải hiểu được Như trong cuộc sống thường ngày Cùng ở chung với đại chúng Làm thế nào Là một chuyển biến Tiêu chuẩn thiện ác của nhà Phật Nó được rất hay Vì chính mình là ác Vì người khác là thiện Đây là chư Phật Bồ Tát Chúng ta phải học Vì người khác các vị phải nên biết pháp thân thiện vì chính mình nghiệp báo thân thiện pháp thân không có báo thân cũng không cái tổn thất này quá to quá lớn ai hiểu được cái đạo lý này chỉ có phật hiểu phật nói cho chúng ta nghe chúng ta nghe nhiều rồi dần dần cũng giác ngộ được cho nên mỗi niệm gì tất cả chúng sanh không nên vì chính mình không nên sợ khổ cực không nên sợ lao nhọc vì người khác làm việc rất khổ cực nếu bạn cho rằng rất khổ cực chân thật bằng liền rất khổ cực bằng chân thật liền sẽ mệt chết ý niệm bạn vừa chuyển vì người khác làm việc an vui nhất Vậy là càng làm được nhiều thì càng an vui Đây chính là nhà Phật thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Sẽ bạn nghĩ cách nào? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Một ngày từ sớm đến tối Vì mọi người Mỗi ngày ngủ 2 giờ đồng hồ Người khác làm sao chịu nổi Vì sao ông có thể chịu được Vì người khác làm được nhiều việc càng an vui cho nên ông liền không cảm thấy mệt mỏi không cảm thấy mệt nhọc cái đạo lý này ít người chân thật hiểu được họ không hiểu cũng có trách họ không có người dạy họ họ không có chăm chỉ học tập qua họ làm sao hiểu được ngày nay chúng ta hiểu được chút ít là nhờ xem nhiều nghe nhiều kinh phật rồi nên mới hiểu được đôi chút hoàn cảnh đời sống của chúng ta thay đổi tu hành có rất nhiều duyên tốt duyên thù thắng chúng ta đều gặp được rồi không chỉ chính mình có thể hưởng thụ mà còn có rất nhiều đồng tu có duyên chúng ta đều giới thiệu cho họ giúp đỡ họ cậu tấn cái sơn trang này tương lai nếu xây thông di đà chúng ta mọi người đều có phước bởi vì điều kiện của nó Tôi nghĩ rất dễ dàng làm được Thoái hữu dưỡng lão Đến niệm Phật Đến học giáo Tuổi tác 50 tuổi trở lên Tiền cần đến không nhiều Chỉ cần 150.000 tiền Malaysia Thì có thể lấy được quyền cư trú vĩnh viễn 150.000 tiền Malaysia Tiền của Singapore là 75.000 Cho nên cái điều kiện này Rất thấp Rất nhiều người đều rất dễ dàng Lấy được Nước ngoài di dân đến Singapore Khó, không dễ dàng Ở nơi đây xây thôn di đà Các vị muốn đến nơi đây Cục di dân của Singapore không cho bạn cư trú Bạn đến chỉ có một tháng chỉ có nửa tháng Bạn không thể thường trụ ở nơi đây Úc Châu cũng rất là khó khăn Chính phủ Úc Châu định ra Đại khái phải mở tài khoản Ở ngân hàng Úc Châu 700 ngàn Con số này quá lớn Người thông thường không có cái năng lực này Ở nơi đây chỉ có 75 ngàn Một phần mười So ra dưới Úc Châu Chỉ có một phần mười cho nên chúng ta rất hy vọng Chúng ta đã nghỉ rất nhiều năm rồi Đã nghỉ mấy mươi năm Thông Di Đà Hy vọng có thể thực hiện ở Malaysia Chỉ cần xây dựng một cái đạo tràng Có được kiểu dáng này Người toàn thế giới Đều có thể đến nơi đây để học tập chân thật làm ra tấm gương tốt để người tuổi già trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất ngay trong một đời những năm tháng cuối đời hạnh phúc nhất ở ngay trong đây chúng ta cũng thành tựu như phật kim sắc thân diệu tướng tất viên mãn cho nên phải dựa vào hoàn cảnh Giúp đỡ chúng ta 32 tướng của Phật Mỗi một tướng hảo Đều có nghiệp nhân Chúng ta phải rất chăm chỉ Nỗ lực để học tập Xem tiếp đoạn kinh doanh phía sau việc gì đại bi tâm lợi ích chư quần phẩm lìa dục thâm chánh niệm tình huệ tu phạm hạnh bài kệ này là bi ít chánh niệm hai câu phía trên này là nói thân đức như phật kim sắc thân diệu tướng tất viên mãn là nói thân hai câu này là nói tâm thân lý luận tốt đẹp như vậy từ đó mà có tâm tốt cho nên